Chi tiết mức án với 86 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát. Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến trung thân, tử hình. Ngày 11 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Đối với các bị cáo khác, hội đồng xét xử tuyên phạt như sau. Tội nhận hối lộ. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước, trung thân và nộp bổ sung 100 triệu đồng. Tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. 1. Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, trung thân. 2. Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, trung thân. 3. Tạ Chiêu Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần Việt Vĩnh Phú, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, 20 năm tù, cấm đảm nhận chức vụ liên quan tín dụng ngân hàng về ngân hàng 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt chính. 4. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB trung thân. Tội tham ô tài sản. 1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, 18 năm tù, cấm đảm nhận chức vụ liên quan tín dụng ngân hàng về ngân hàng 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt chính. 2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB, 16 năm tù, cấm đảm nhận chức vụ liên quan tín dụng ngân hàng về ngân hàng 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt chính. 3. Hồ Biểu Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 20 năm tù. 4. Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, 17 năm tù. 5. Đặng Phương Hoài Tâm, phó trưởng phòng văn phòng hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 15 năm tù. 6. Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty tập đoàn bất động sản Windsor, 17 năm tù. 7. Dương Tấn Trước, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt, 11 năm tù. Tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. 1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, 17 năm tù. 2. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB, 3 năm tù, cho hưởng án treo. 3. Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, 17 năm tù. 4. Nguyễn Văn Thành Hải, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB 13 năm tù. 5. Nguyễn Thị Phương Loan, thành viên hội đồng quản trị SCB, 3 năm tù, cho hưởng án treo. 6. Võ Thành Hùng, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, 3 năm tù, cho hưởng án treo. 7. Trầm Thích Tôn, thành viên hội đồng quản trị SCB, 16 năm tù. 8. Trần Thuận Hòa, thành viên hội đồng quản trị SCB, 4 năm tù. 9. Lê Khánh Hiền, cựu tổng giám đốc SCB, 5 năm tù. 10. Hoàng Minh Hoàn, cựu phó tổng giám đốc SCB 3 năm tù, cho hưởng án treo. 11. Bùi Nhân, cựu phó tổng giám đốc SCB, 9 năm tù. 12. Diệp Bảo Châu, cựu phó tổng giám đốc SCB, 10 năm tù. 13. Phạm Văn Phi, cựu phó tổng giám đốc SCB, 8 năm tù. 14. Nguyễn Anh Phước, Cựu phó tổng giám đốc SCB, 3 năm tù, cho hưởng án treo. 15. Nguyễn Cửu Tính, cựu phó tổng giám đốc SCB, 11 năm tù. 16. Đỗ Phú Huy, cựu chủ tịch ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB, 14 năm tù. 17. Võ Văn Tường, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB, 2 năm tù. 18. Khổng Minh Thế, cựu phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB, 6 năm tù. 19. Trần Hoàng Giang, cựu phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB, 3 năm tù. 20. Từ Văn Tuấn, phó giám đốc khối SCB, 8 năm tù. 21. Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB, 3 năm tù, cho hưởng án treo. 22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu trưởng phòng tái thẩm định SCB, 3 năm tù, cho hưởng án treo. 23. Mai Hồng Chín, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB, 10 năm tù. 24. Mai Văn Sáu nhở, cựu trưởng phòng tái thẩm định SCB, 12 năm tù. 25. Lương Thị Hồng Quế, cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB, 3 năm tù. 26. Lê Anh Phương, cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn SCB, 7 năm tù. 27. Phan Tấn Khôi, cựu giám đốc chi nhánh Đông Sài Gòn SCB, 7 năm tù. 28. Lưu Trấn Nguyên, cựu giám đốc phòng giao dịch bảy Hiền SCB 3 năm tù, cho hưởng án treo. 29. Hồ Bảo Ngọc, cựu giám đốc vùng 2 SCB, 6 năm tù. 30. Nguyễn Anh Thép, cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh, cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, 6 năm tù. 31. Võ Triệu Lân, cựu giám đốc chi nhánh chợ lớn SCB, 5 năm tù. 32. Nguyễn Ngọc Tú, cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh, 4 năm tù. 33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB, bỏ trốn, 13 năm tù. 34. Phạm Thế Quảng, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB, 2 năm tù. 35. Huỳnh Thiên Văn, giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB, 4 năm tù. 36. Bùi Đức Khoa, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Natural Land, 11 năm tù. 37. Nguyễn Thị Khánh Vân, Cựu nhân viên công ty cổ phần Natural Land, 4 năm tù. 38. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên công ty cổ phần Natural Land, 4 năm tù. 39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 6 năm tù. 40. Đặng Quang Nguyên, cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lavifood, 3 năm tù. 41. Chu Lập Cơ, Chu kỳ Eric, Hồng Kông, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư quảng trường thời đại Times Square 9 năm tù. 42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt 2 năm tù. 43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, 5 năm tù. 44. Đào Trí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, 3 năm tù. 45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng SCB, 5 năm tù. 46. Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. 47. Lê Huy Khánh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá tầm nhìn mới, 5 năm tù. 48. Hồ Bình Minh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá MHD, 6 năm tù. 49. Trần Thị Kim Ngân, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. 50. Trần Tuấn Hải nhân viên thẩm định giá công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú, 2 năm tù. 51. Trần Văn Nhị, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán và định giá ATC, 3 năm tù. 52. Đỗ Xuân Nam, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ bất động sản DATC, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 5 năm và trả tự do cho bị cáo tại tòa. 53. Lê Kiều Trang, phó tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá Exim, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 5 năm và trả tự do cho bị cáo tại tòa. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 1. Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc ngân hàng nhà nước, 11 năm tù. 2. Nguyễn Thị Phụ, phó cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, 4 năm tù. 3. Bùi Tuấn Khoa, phó cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, 3 năm tù. 4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng thanh tra thuộc cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. 5. Trần Văn Tuấn, thanh tra viên vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô cao khối nội chính và tổng hợp, thuộc thanh tra chính phủ, 3 năm tù. 6. Lê Thanh Hà, phó tránh thanh tra kiểm toán nhà nước, cựu trưởng phòng kiểm toán ngân hàng 1, kiểm toán nhà nước chuyên ngành 7, 3 năm tù. 7. Nguyễn Văn Thủy, cựu phó trưởng ban giám sát tổng hợp, ủy ban giám sát tài chính quốc gia 3 năm tù. 8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức vụ thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, thuộc cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, 3 năm tù. 9. Vũ Khánh Linh, phó trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần, thuộc cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 5 năm và trả tự do cho bị cáo tại tòa. 10. Trương Việt Hưng, thanh tra viên vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tô cao khối nội chính và kinh tế tổng hợp, thuộc thanh tra chính phủ, 3 năm tù. 11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tô cao khối nội chính và kinh tế tổng hợp, 3 năm tù. 12. Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 11 năm tù. 13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 4 năm tù. 14. Phan Tấn Trung, Phó Tránh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, 7 năm tù. 15. Võ Văn Thuần, Phó Tránh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, 7 năm tù. 16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thuộc cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước, 3 năm tù. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Phạm Thu Phong, cựu trưởng ban kiểm soát SCB, 3 năm tù, cho hưởng án treo. 2. Lưu Quốc Thắng, cựu trưởng ban kiểm soát SCB, 3 năm tù, cho hưởng án treo. 3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền tránh thanh tra cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 5 năm và trả tự do cho bị cáo tại tòa. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Bị cáo Nguyễn Cao Chí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Capella, 8 năm tù. À, 8 năm tù.